ngày 1 tháng 9 năm 2022, Ban chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh đã tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng lãnh đạo một số đơn vị tỉnh địa phương đến dự. Tại đại hội, Ban chủ nhiệm Hợp tác xã đã tiến hành tổng kết hoạt động và đánh giá hiệu quả kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Hợp tác xã có tổng doanh thu là 22,539 tỷ đồng. Ngoài trích lập các quỹ, hợp tác xã đã chia cho thành viên theo tỷ lệ góp vốn với tổng số tiền 1,398 tỷ đồng. Theo đánh giá chung, nhiệm kỳ qua, mặc dù mới thành lập và còn nhiều khó khăn, nhưng thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát và các thành viên hợp tác xã đều có sự cố gắng, nhiệt tình trong xây dựng và phát triển hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, ổn định đời sống thành viên. Trong nhiệm kỳ tới, hợp tác xã sẽ không ngừng đổi mới phương thức quản lý, mở rộng quy mô hoạt động nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên. Trong đó sẽ làm nhà máy chế biến thức ăn cỏ, ủ chua, cung cấp cho thành viên và hộ dân trong huyện nhằm giảm chi phí thu mua rơm từ các tỉnh bạn, vận động xã viên tận dụng đất trống trồng cỏ, bắp, cung cấp cho nhà máy chế biến thức ăn, hoàn thành mô hình trại nuôi dỗ béo tập trung để nuôi bò theo khoa học công nghệ mới, đưa ra thị trường bò thịt có chất lượng tốt hơn. Dịp này hợp tác xã đã tổ chức khánh thành trang trại nuôi bò với diện tích 1.900 m2, tổng kinh phí xây dựng 8,5 tỷ đồng, trong đó vốn hợp tác xã, vốn huy động 4 tỷ đồng, vốn dài 4,5 tỷ đồng.